Tin giáo sứ Tân Thạnh Đông Thiếu nhi giáo sứ Tân Thạnh Đông lan tỏa niềm vui Giáng sinh Thiếu nhi giáo sứ Tân Thạnh Đông hiện nay được khoảng hơn 300 em Từ các lớp cỏ non, lớp rước lễ vỡ lòng, thêm sức Thánh lễ Chúa Nhật dành riêng cho các em được cử hành lúc 7 giờ sáng Và sau thánh lễ các em được ăn sáng trước khi bắt đầu lớp học Cùng với quý sơ đến từ dòng nô tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu quý thầy từ dòng anh em hèn mọn viện tu và thừa sai thánh mẫu và các thầy cô giáo. Tuy cơ sở vật chất của giáo sứ còn nhiều thiếu thốn, không đủ phòng cho tất cả các lớp, nên các em phải ngồi học ngay bên cạnh nhà thờ, bên những không gian dựng tạm. Nhưng những thiếu thốn này không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của các em. Các em vẫn rất vui vẻ, hồn nhiên vô tư, được thầy cô tận tình dạy bảo. Có em có thể chưa biết đọc, biết viết, được các cô cầm tay giúp em nắn nó từng con chữ, tô màu từng hình vẽ. không khí buổi học giáo lý không chút căng thẳng mà thật vui tươi, thể hiện rất rõ trên nét mặt hồn nhiên của các em. Mừng chúa hài đồng Giêsu đang đến, mang niềm vui, hạnh phúc và bình an đến nhân gian. Thiếu nhi giáo xứ Tân Thạnh Đông hướng lòng về hang đá nhỏ, dâng lên chúa hài đồng những tâm hồn bé nhỏ đơn sơ của các em dâng lên chúa tất cả ước nguyện đơn sơ hồn nhiên của các em để các em luôn sống trong tình yêu và ánh sáng của thiên chúa và các em sẽ mang ánh sáng chúa đến muôn nơi